Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cũng như cung ứng cho 2 tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với số lượng hàng tương đương với 18.425 tỷ đồng, tăng 3,44% so với nguồn vốn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần 7.533 tỷ đồng. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa, không dùng vốn ngân sách, đẩy mạnh liên kết bình ổn thị trường. Cơ quan này cho biết, lượng hàng chuẩn bị tăng từ 13 đến 17% so với kế hoạch thành phố giao và tăng từ 23 đến 36% so với kết quả thực hiện của Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Từ đầu năm đến nay, diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố thấp hơn bình quân của cả nước.